Xét tất cả các số thực dương A, B thỏa mãn logarit 2A bằng logarit 8A nhân B. Ở đây các bạn cần thứ nhất nhớ để rút gọn, hay còn gọi là để triệt tiêu logarit, thì các bạn cách thứ nhất các bạn đưa về cùng cơ số. Cách thứ hai các bạn đưa về cùng đây gọi là gì ạ? Cùng thôi cái đó mình bỏ qua đi, tại vì mình là quên cái cách nói rồi. Các bạn chỉ cho lại cái cùng cơ số và cùng gì nha các bạn. Rồi thì ở đây các bạn sẽ dùng những cái kiến thức sau đây đó là logarit của A mũ alpha B sẽ bằng 1 phần alpha logarit A B. Ok chưa? Tiếp theo các bạn dùng thêm một công thức nữa, logarit A alpha B sẽ bằng logarit A B mũ alpha. Ok chưa? Rồi, vậy mình sẽ tương đương nè, logarit 2A bằng logarit 8 chính là 2 mũ 3 A nhân B. Tiếp tục, logarit 2A bằng mang số 2 này ra là 1 phần 3 logarit A nhân B 2. Tiếp tục các bạn mang cái 1 phần 3 này lên dạng mũ, logarit 2A bằng logarit 2A nhân B mũ 1 phần 3. Khi các bạn thấy cùng cơ số chưa ạ? Thì các bạn bỏ logarit, vậy A bằng A nhân B tất cả 1 phần 3. Và 1 phần 3 này chính là cách viết khác của dạng căn, đó là A bằng căn 3A nhân B. Rồi, muốn mất căn 3 các bạn mũ 3 hai vế, vậy A mũ 3 bằng A nhân B. Rồi, các bạn triệt tiêu bớt một thằng A, vậy mình sẽ tương đương là A bình bằng B, và các bạn chọn đáp án.